Thầy mến chào tất cả các em đã quay lại với kênh của thầy. Hôm nay thầy tiếp theo sẽ chia sẻ cho các em và hướng dẫn các em làm tiếp theo câu 4 trong đề thi. Vậy cụ thể câu 4 làm như thế nào thì bây giờ thầy hướng dẫn cho các em như sau. Rồi bây giờ các em cùng qua câu 4 nha các em. Và câu này số điểm là 1,5 điểm. Thì câu 4 chúng ta gồm hai câu nhỏ, đó là câu 1 và câu 2. Thì bây giờ thầy hướng dẫn cho các em làm câu 1 trước nha. Thì như các em đã biết cái dạng toán này thì cũng đã dạy cho các em rất là nhiều rồi. Nội dung câu 1 như sau. Một đội xe được giao nhiệm vụ vận chuyển 150 tấn hàng tiếp tế đến một khu vực có người đang bị cách ly do dịch Covid-19. Theo kế hoạch phải hoàn thành trong một thời gian nhất định và biết rằng số tấn hàng mỗi ngày đội xe đó chở là như nhau. Vì tình hình cấp bách nên mỗi ngày đội xe đó đã chở nhiều hơn kế hoạch ban đầu là 5 tấn hàng. Do đó, đội xe đã hoàn thành nhiệm vụ được giao sớm hơn một ngày. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, đội xe phải hoàn thành nhiệm vụ trong bao nhiêu ngày? Thì trong trường hợp này, người ta hỏi chúng ta là số ngày nha các em. Thì chúng ta có thể gọi trực tiếp số ngày là ẩn x, hoặc chúng ta gọi cái số tấn hàng cũng được. Thì trong trường hợp này, thầy sẽ hướng dẫn cho các em làm cách 1, còn chúng ta có thể gọi trực tiếp là cái số ngày là x cũng được nha. Thì các em cũng có thể làm một cách tương tự như thầy đã hướng dẫn các em. Rồi bây giờ thầy hướng dẫn các em làm như sau này. Thứ nhất là thầy gọi số tấn hàng theo kế hoạch đội xe vận chuyển mỗi ngày là x tấn. Và điều kiện ở đây là x phải là số dương, tức là lớn 0 và nhỏ hơn 150. Thì trong trường hợp này thầy gọi số tấn hàng là x nha các em. Còn nếu các em gọi trực tiếp cái số ngày làm theo kế hoạch là x cũng được nha. Rồi, vậy thì các em thấy là trong thực tế khi mà đội xe đã chở thì các em thấy rằng là chở nhiều hơn kế hoạch ban đầu là 5 tấn hàng, tức là thực tế chúng ta chở nhiều hơn 5 tấn. Vậy thì số tấn hàng theo thực tế đội xe vận chuyển mỗi ngày là x cộng 5 là bởi vì theo thực tế chúng ta thấy xe chở được nhiều hơn 5 tấn nha các em. Rồi tiếp theo là thời gian kế hoạch đội xe hoàn thành nhiệm vụ là chúng ta lấy 150 chúng ta chia cho x nha các em. Và tiếp theo là thời gian theo thực tế đội xe hoàn thành nhiệm vụ là thì chúng ta lấy 150 chúng ta chia cho x cộng 5 theo công thức chúng ta đã học nha các em. Và các em thấy theo đề bài thì đội đã hoàn thành nhiệm vụ được sớm hơn một ngày nên ta có phương trình. Thì các em thấy ở đây người ta cho biết là đã được sớm hơn một ngày này các em, hoàn thành nhiệm vụ giao sớm hơn một ngày. Thì các em hiểu ở đây như sau, nếu mà hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn một ngày tức là cái thời gian mà thực hiện á, trong thực tế chúng ta ít hơn một ngày nha. Vậy là chúng ta hiểu là cái thời gian theo kế hoạch chúng ta nhiều hơn, còn thực tế chúng ta ít hơn một ngày. Vậy thì từ đây chúng ta có phương trình là chúng ta lấy thời gian theo kế hoạch đó là 150 phần x, chúng ta trừ đi thời gian thực tế đó là 150 phần x cộng 5 bằng 1. Hoặc chúng ta có thể suy luận theo kiểu khác cũng được nha. Chúng ta có 3-4 cách lập phương trình đó. Thì trong trường này thầy sẽ hướng dẫn theo cái cách này, đó là sớm hơn một ngày tức là thời gian thực tế của chúng ta ít hơn, tại vì chúng ta thực hiện sớm hơn mà các em. Thì chúng ta lấy thời gian theo kế hoạch, chúng ta trừ thời gian thực tế bằng 1, tức là chúng ta hiểu là thời gian theo kế hoạch là nhiều hơn thực tế 1 ngày. Và sau khi mà các em có được cái phương trình này thì các em thấy đây chính là phương trình chứa ẩn ở mẫu, thì các em phải đi giải theo các bước. Rồi bước thứ nhất thì các em thấy là điều kiện xác định. Thì điều kiện xác định là tất cả các mẫu trong phương trình đều khác 0, thì ở đây các em thấy là x sẽ khác 0. Và x cộng 5 khác 0 thì chúng ta có được là x khác trừ 5. Mà là bước thứ nhất chúng ta đã hoàn thành xong. Bước thứ hai, các em đi quy đồng hai vế và khử mẫu. Thì ở đây mẫu chung là gì? Mẫu chung chính là x nhân x cộng 5 nha các em. Vậy thì các em thấy rằng 150 phần x thì các em thấy chúng ta đã có thừa số x rồi. Vậy thì còn lại chúng ta lấy 150 nhân x cộng 5. Và tương tự 150 phần x cộng 5 thì ở đây các em thấy chúng ta đã có x cộng 5 rồi. Thì chúng ta chỉ còn x thì chúng ta lấy thừa số x lên. Thì chúng ta có được là 150 nhân x nha các em. Hoặc các em có thể hiểu như tiểu học cũng được, các em có thể quy đồng nhân chéo này các em. Vậy chúng ta lấy 150 chúng ta nhân chéo lên, tức là nhân cho x cộng 5. Và chúng ta nhân chéo lên, tức là 150 nhân cho x nha các em. Vậy là chúng ta đã quy đồng xong vế bên trái. Còn vế bên phải ở đây 1, tức là 1 phần 1. Thì mẫu chung là x nhân x cộng 5. Thì x nhân x cộng 5 mà chia cho mẫu là 1 thì chúng ta được là x nhân x cộng 5. Và chúng ta nhân lên tử thì chúng ta vẫn được là 1 nhân cho x nhân x cộng 5. Thì do số 1 nên thầy không cần viết nha các em. Và sau khi mà các em quy đồng hai vế xong rồi thì bây giờ chúng ta khử mẫu. Và các em lưu ý là chỗ khử mẫu thì chúng ta suy ra nha các em. Vậy thì bây giờ các em vừa khử mẫu và các em vừa nhân để các em rút gọn luôn nha. Thì các em thấy 150 nhân x cộng 5 chính là phép nhân đơn thức với đa thức. Thì chúng ta thực hiện như sau này, 150 nhân x thì thầy được là 150x. Và 150 các em nhân cho 5 thì chúng ta được là cộng 750, bởi vì 150 nhân 5 là bằng 750.
và trừ 150 các em không thực hiện phép nhân thì chúng ta hạ xuống. Và phía bên phải thì trên tử chúng ta thực hiện nhân đơn thức với đa thức thì tương tự là x nhân x tức là x mũ 2 và x nhân cho cộng 5 tức là cộng 5x. Và lại đến đây các em đã hoàn thành xong bước quy đồng và khử mẫu tức là bước thứ 2. Và tiếp theo các em chuyển vế để chúng ta trở về phương trình bậc 2. Thì bây giờ các em chuyển vế tất cả qua bên vế trái thì chúng ta rút gọn và chuyển vế như sau. Các em thấy 150x ở đây, chúng ta trừ 150x là bằng 0 nên chúng ta rút gọn hết. Vậy thì bây giờ x bình phương các em chuyển vế từ phải qua trái, chúng ta đổi dấu thành trừ x bình. Và tương tự vậy, cộng 5x từ vế trái qua vế phải chúng ta đổi dấu thành trừ 5x. Và cộng 750 bên vế trái chúng ta hạ xuống và chuyển vế xong thì bên phải không còn, chúng ta bằng 0. Và nếu em nào muốn thì chúng ta có thể nhân hai vế với trừ 1 để nó ra được một cái phương trình là x bình phương cộng 5x trừ 750 bằng 0. Tuy nhiên có một số học sinh yếu chúng ta không hiểu cách nhân như vậy thì thầy để yên cái phương trình như vậy thì giải luôn nha các em. Rồi bây giờ các em giải delta nha. Và đây là phương trình bậc 2 nên chúng ta giải delta trong trường hợp này. Vậy delta bằng b bình trừ 4ac tức là b bình là âm 5 bình và các em lưu ý cho số âm nên chúng ta có ngoặc. Trừ đi 4 nhân cho a là trừ 1 và nhân c là 750. Và các em rút gọn biểu thức này chúng ta có được là 3025 và lớn hơn 0. Và lớn không như vậy thì chúng ta kết luận vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. Và các em lưu ý là nếu chúng ta suy ra căn delta thì chúng ta có thể thay vào nhanh cũng được. Còn nếu không thì các em cứ việc ghi theo công thức nha các em, tùy các em nha. Và x1 bằng trừ b tức là trừ của trừ 5 bởi vì b bằng trừ 5. Và cộng căn delta tức là căn của 3025 hoặc chúng ta có thể thay bằng cộng 55 cũng được nha các em. Và di mẫu là phần 2 nhân a tức là 2 nhân cho âm 1. Và các em rút gọn biểu thức này chúng ta có được là âm 30. Và âm 30 thì các em thấy nó là số âm nên không thỏa điều kiện ban đầu của đề bài. Bởi vì điều kiện ban đầu của đề bài là lớn hơn 0 là dương và nhỏ hơn 150 nên giá trị âm 30 chúng ta loại. Và x2 một cách tương tự là theo công thức trừ b tức là trừ của trừ 5 và trừ căn delta tức là trừ căn 3025 phần 2 nhân a tức là 2 nhân âm 1. Và chúng ta rút gọn biểu thức này thì các em có được 25. Và 25 thỏa điều kiện xác định là khác 0 khác âm 5 và thỏa điều kiện đề bài đó là lớn hơn 0 và nhỏ hơn 150 thì giá trị 25 này chúng ta nhận. Và sau khi nhận thì bây giờ chúng ta trả lời bài toán nha các em. Vậy thì các em thấy đề bài hỏi là theo kế hoạch ban đầu đội xe phải hoàn thành nhiệm vụ trong bao nhiêu ngày, tức là thời gian bao nhiêu ngày, thì trong trường hợp này chúng ta phải trả lời thời gian nha. Vậy thì ở đây là cái phần thời gian này các em này. Vậy thì thời gian theo kế hoạch đội xe hoàn thành nhiệm vụ là 150 phần x mà x chúng ta giải được bằng 25 thì chúng ta thay vào tức là 150 phần 25. Vậy thì chúng ta có được là 150 phần 25 thì chúng ta thực hiện phép chia chúng ta bằng 6, tức là thực hiện theo kế hoạch là 6 ngày. Và trong trường hợp này thì chúng ta chọn ẩn gián tiếp nha các em, còn nếu chúng ta chọn ẩn trực tiếp thì chúng ta không cần phải thực hiện phép chia nha. Vậy là đến đây thầy đã hướng dẫn xong cho các em cách mà chúng ta giải bài toán bằng cách lập phương trình nha các em. Tiếp theo trong câu số 4 này thì chúng ta còn một câu nữa, đó là câu 2 nhỏ nha. Thì câu 2 nhỏ này chúng ta liên quan đến công thức diện tích xung quanh của hình trụ. Và đề bài như sau: tính diện tích xung quanh của một hình trụ có bán kính đáy là 2cm và chiều cao gấp 3 lần bán kính đáy. Thì như các em biết diện tích xung quanh của hình trụ thì các em phải thuộc nha. Vậy diện tích xung quanh của hình trụ như các em biết là bằng chu vi đáy nhân chiều cao, mà chu vi đáy nó là một hình tròn tức là bằng 2pi nhân r và nhân chiều cao là h. Thì trong trường này theo công thức thì chúng ta cần tìm bán kính r và h nha. Thì các em thấy rằng theo giả thiết cho biết rằng là bán kính đáy bằng 2 thì chúng ta có được bán kính đáy là r bằng 2cm. Và đề bài cho chiều cao gấp 3 lần bán kính đáy tức là chiều cao h bằng 3 lần r. Và chúng ta thay vào là 3 nhân r tức là 3 nhân 2 bằng 6cm. Và đến đây chúng ta có được bán kính đáy về chiều cao đủ rồi. Thì diện tích xung quanh của hình trụ là, các em ghi công thức, S xung quanh bằng 2 nhân pi nhân r nhân h. Thì các em thay vào là 2 nhân pi nhân r là 2 và nhân h là 6. Và các em rút gọn là bằng 24pi và đơn vị diện tích là cm². Và là đến đây thầy đã hướng dẫn xong cho các em hoàn thành câu số 4. Và thời lượng video cũng đã dài, thầy hẹn các em câu 5 trong những video tiếp theo. Và các em có thể nhấn đăng ký để chờ những video mới nhất của thầy. Rồi thầy mến chào tất cả các em.